7 cách giải nhiệt sai lầm vào mùa nóng mà bạn hay mắc phải Thời tiết nắng nóng khiến cho cơ thể mất nước, nhiều người đã phải áp dụng các cách khác nhau để giúp giải nhiệt hiệu quả. Tuy nhiên, không phải cách giải nhiệt nào cũng đúng, cùng mẹo vặt cuộc sống xem qua những cách giải nhiệt mùa nóng sai để khắc phục ngay nhé. Số 1. Uống thức uống lạnh nhiều Uống nhiều thức uống lạnh sẽ vô tình làm cho các vi mạch máu trong dạ dày, ruột co thắt lại, dẫn đến niêm mạc thiếu máu. Tình trạng này lặp đi lặp lại trong thời gian dài sẽ làm giảm chức năng tiêu hóa dẫn đến đau bụng, tiêu chảy. Dễ thấy nhất là việc uống đá lạnh sẽ làm hỏng bạn bị khô, rát, khó chịu, thậm chí là đau. Do đó, thay vì uống nước đá lạnh, bạn hãy uống nước lọc hoặc những loại nước ép trái cây thanh mát tốt cho cơ thể. Số 2. Nốt nước lạnh nhiều trong một lần khác. Nắng nóng sẽ làm cho cơ thể mất nhiều nước. Chính vì thế sau khi đi từ ngoài trời về, nhiều người thường có thói quen nốc liên tục những ly nước lạnh để giải tỏa cơn khát tức thì. Tuy nhiên, đây lại là một cách giải nhiệt vô cùng nguy hiểm. Bởi khi thân nhiệt đang lên cao và bạn uống nước lạnh liên tục sẽ khiến cho tim rơi vào tình trạng đập nhanh hơn, gây loạn nhịp tim. Hơi thở lúc này bị ngắt quãng nên bạn rất dễ bị ngẹn nước, nặng hơn có thể dẫn đến ngất xỉu. Số 3, ngồi quá gần quạt. Thời tiết nóng, các mạch máu dưới da sẽ giãn nở để giảm bớt nhiệt cơ thể khi bạn ngồi gần quạt luồng gió mạnh sẽ thổi trực tiếp vào người lúc này mồ hôi được tiết ra và bốc hơi nhanh làm cho nhiệt độ ngoài da bị giảm và khiến các mạch máu đột ngột bị co lại trong khi đó nhiệt độ bên trong cơ thể chưa kịp hạ nhiệt đã bị ngăn cản hệ quả là bạn đối diện với các triệu chứng như chóng mặt hoa mắt hoặc bị choáng nhẹ tại chỗ nguy hiểm nhất là hệ tuần hoàn máu bị ảnh hưởng làm cho các dây thần kinh trên mặt tê liệt vì vậy trời nắng nóng Đừng ngồi quá gần quạt gió quá mạnh nhé, tốt nhất là bạn nên duy trì khoảng cách với quạt tối thiểu từ 1m đến 2m. Số 4. Nằm trên nền nhà quá lạnh Tương tự nguyên lý như trên, cơ thể đang nóng và thoát mồ hôi. Nếu nằm nghỉ ngơi hoặc ngủ ngay trên nền nhà quá lạnh, các lỗ chân lông trên cơ thể sẽ nhanh bị thu lại. Điều này làm cho bạn dễ bị cảm lạnh do mồ hôi không thoát ra được. Do đó, khi cảm thấy nóng, hãy chọn chỗ thoáng mát trên giường hay nằm trên chiếu để nghỉ ngơi hoặc nằm ngủ. Số 5, tắm ngay khi vừa đi ngoài trời nắng nóng về. Mồ hôi càng ra nhiều thì lỗ chân lông càng to. Nếu bạn tắm ngay khi cơ thể đang quá nóng sẽ khiến cơ thể bạn dễ bị nhiễm nước và mắc các bệnh đau đầu, cảm, sốt, cũng như sức đề kháng yếu đi. Bạn cần để cơ thể ổn định nhiệt độ sau khi đi từ ngoài trời nắng nóng về. Tiếp đó, dùng khăn thấm nước lau sơ người để cho nhiệt độ cơ thể thay đổi dần dần, rồi hãy xối trực tiếp nước lạnh lên cơ thể. Làm như vậy sẽ mang lại sự an toàn cho việc tắm rửa vào mùa nóng. Số 6. Bật nhiệt độ máy lạnh quá thấp. Trời nóng, cơ thể sẽ thoát rất nhiều mồ hôi. Nếu bạn ngồi trong phòng máy lạnh với nhiệt độ thấp, tuyến mồ hôi sẽ không được thoát ra bên ngoài, mà lại thấm ngược vào bên trong cơ thể. Bạn sẽ dễ bị cảm lạnh và choáng. Ngoài ra, cơ thể trong môi trường nhiệt quá thấp một cách đột ngột sẽ không thích ứng kịp, dễ bị sốc nhiệt, từ đó càng dễ mắc bệnh hơn. Hãy chỉnh máy lạnh ở mức nhiệt từ 25 đến 27 độ C, không chênh lệch quá nhiều so với nhiệt độ bên ngoài để bảo vệ sức khỏe. Số 7, mặc quần áo quá bó sát. Nắng nóng, mạch máu dưới da tiết nhiều mồ hôi hơn. Nếu bạn mặc quần áo quá bó sát thì sẽ làm cho mạch máu rất khó lưu thông. Không những thế, hệ tuần hoàn và hệ hô hấp bên trong cơ thể cũng bị ảnh hưởng. Vì thế, đừng mặc đồ bó sát vào người trong những ngày nắng nóng. Thay vào đó, bạn cần ưu tiên chọn quần áo rộng rãi, có độ thấm hút mồ hôi tốt và thường xuyên giặt giũ quần áo để giữ quần áo không bị hôi nhé. Hy vọng những chia sẻ trên của mẹo vặt cuộc sống sẽ giúp bạn nhận ra được bảy thói quen giải nhiệt mùa nóng, mà ai cũng sai lầm khi mắc phải. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, nhớ đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn vui vẻ.